Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2020, là ngày rất là đẹp, toàn số 2 không? Ngày 22 tháng 2, 2020, đẹp không? Đẹp, mình mới gặp nhau nè. Đầy đủ duyên lành. Một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa có mang theo cái khẩu trang để lát nữa lúc chụp hình mình đeo cho nó đẹp. Thưa đại chúng, hôm qua Pháp Hòa có nhận được một cái bức hình, hai bức hình của quý Phật tử nào chụp được á, ở cái chỗ mà người ta bán giấy tiền vàng bạc, bán mấy cái đồ mã để đốt á. Bữa nay họ làm ra một số các người y tá mang khẩu trang để đốt cho ở dưới á. Và những người đó họ rất là update, rất là biết đầu tư và đầu tư đúng lúc. Tại bây giờ á, những người đi xuống dưới là cần y tá đi theo để mà protect. Mà quý vị thấy là họ rất là khai thác cái việc này. Và tất cả chúng ta đã quy tụ về đây đông đủ. Và chuẩn bị ra đây thì có một Phật tử đưa vô cho vào một tờ giấy. Xin Thầy hát một bài. Giờ quý vị có muốn hát không? Nhưng mà quý vị phải hợp tác. Bây giờ mình hò vô ta. Quý vị phải vô ta là hò vô ta. Trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta vô chùa. Vô ta là hò vô ta. Hay quá. Có những Phật tử ta nghe Pháp, ta đâu có thời gian nghe nhiều. Một bài Pháp 1 tiếng đồng hồ ta nghe 30 phút. Có thể từ ở hãng đến nhà, từ nhà về hãng. 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi chiều, ngày nghe được bài Pháp. Mình làm giàu bằng cách đó thôi. Đợi mà, để khi nào tôi rảnh, tôi mặc áo tràng, tôi ngồi đàng hoàng thì chắc có lẽ không bao giờ. Thậm chí có những Phật tử ngủ mới bắt đầu nghe. Vì thời giờ đâu có đâu, bắt đầu thầy mới nói hôm nay là ngày hôm nay là ngày khò, cũng không sao, ít nhất là mình có thầy văng vẳng bên tai. Không chừng trong khi mình ngủ á, nó có cái hay lắm thưa đại chúng. Khi mình ngủ á là chúng ta có 6 thức nha: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức. Khi chúng ta ngủ là 5 cái thức kia nó ngủ. Cái thức là gì? Cái nhận biết của mắt, nhận biết của lỗ tai, nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái miệng, nhận biết của cái thân. 5 cái này nó ngủ. Quý vị đồng ý không? Thí dụ mình ngủ, ai chiên xào gì mình ngửi ra. Khi mình ngủ mình nhắm mắt lại, ai làm gì, thậm chí có người đứng trước mặt mình quơ tay về cũng không thấy. Cái thức của mắt nó ngủ rồi. Cái mùi của lỗ mũi nó ngủ rồi. Mình cũng không xúc chạm, thậm chí có nhiều người đụng lay mình, có nhiều người ngủ mê không biết mà. Cho nên 5 cái thức đó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của thân, thức của miệng, nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, ý thức. Ý thức nó không ngủ cho nên mới có chim bao. Ý thức nó đi vô trong cái tàn thức của mình, nó môi ra buổi sáng mình gặp ai gây lộn kiểu nào, muốn đánh nó quá mà chưa kịp. Tối về thấy đánh nó đó. Đánh nó xong rồi trong giếp chim bao đã tai ghê. Không chừng nó đánh xong rồi đánh nhầm cái ông kế bên. Cho nên hôm bữa có một Phật tử kể: trời ơi, có một bữa nào con ngủ mà con thấy cái người kia ma nó đè con la quá trời. Mà nó ngộ cái trong giếp chim bao mình ác mộng, mình la cỡ nào la trong giếp chim bao mà người ngầm kế bên ngủ bất biết, vì có nghe đâu, mình la trong cái chim bao của mình thôi. Trời ơi, con thấy người ta đè mà có thôi, con dung dằn, con bung ra một cái, ổng gác chân lên người con nặng hơn chết.
Vậy đâu có ma nào đè đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta tập huân tu. Ví dụ như quý vị để dành thời gian mỗi ngày 10 phút ngồi thiền, hay tụng kinh, hay niệm Phật. Cứ mỗi ngày một chút, mình làm giàu tâm linh của mình bằng những chút chút đó. Ở Việt Nam mình có bài nhớ hồi nhỏ đi học á, là cô giáo dạy cho mình viết chữ cho đẹp, chữ N, L phải cao tới đâu và lên tới đâu, vân vân. Bây giờ mình không biết thì bắt đầu vẽ ô, vẽ cái ô để cho mình có cái điểm mình đi lên, có phải không? Cũng như vậy, bây giờ mình có nhiều người người ta phát nguyện niệm Phật ngày 10 sâu chuỗi. Phong Hòa mới bày nó là lấy 10 hộp đậu để trong cái dĩa, hết sau bóc hộp đậu qua để. Có nhiều nhà lấy nuôi macaroni để dĩa nuôi vậy đó. Hôm qua Hòa tới Hòa tưởng đã chuẩn bị luộc nuôi. Hôm rồi hôm qua Phong Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đúng, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại. Cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Thì quý vị thấy trong kinh Pháp Cú, vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm con đổi thai lớn lên cũng còn nghèo. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cái thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Còn nói trời ơi này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thường xưa lại chúng cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế pháp đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa. Chứ không phải là vừa nói xong tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta phong cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó. Yêu. Hai lỗ tai thụt vô. Mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý. Cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì? Chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó, thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi. Hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp. Ông Bát Giới là tượng trưng cho gì? Hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Con heo. Mà con heo ở trong đó là ham gì? Ăn với ngủ. Ham ăn ham ngủ. Mà có một cái nữa, chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gây gỗ của ổng không chứ ai? Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất, tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp. Nhưng mà người phim ảnh thì người tống lên, người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển.
Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Có. Hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dám dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang ta cũng nói, đi tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác, đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu ghê. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thật ra trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô, nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên hàng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ bát giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó. Yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là nhưng mà cái ông này ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái. Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Nghèo Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không, anh chế đạn không, chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nói không hết. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý không đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết đó. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải Bát Giới, Ngộ Tịnh. Tôi không biết gì hết đó. Ai làm sẵn tôi ăn à. Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa. Mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết. Tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy. Một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình, giây phút này mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó. Tôi mới dành cái chỗ để đây nè. Mà tôi sợ mất, tôi dành cái áo rồi đó. Và ai dời cái áo tôi đâu rồi. Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi. Sao bây giờ cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên là mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về, ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân ông chết ông rồi đó. Tôi không tu để giờ tiêu ông rồi đó. Hồi đó mình có cái tánh tham. Mình có cái tánh tham mà khổ nổi, đi toàn những chỗ người ta để quên đồ. Thì cái người ta để quên đồ là duyên tham. Cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham. Để đi ra coi có ai không. Khép cửa lại, lóc cửa lại. Xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó.
đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham. Mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả, dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm. Trời ơi, ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái ngày ăn chay. Mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vảng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ cực lại. Ra xách cái chén, lấy lợn miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Người nào mới học coi bói biết liền à. Kéo tay, cha tay tốt nha. Mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi, đi đâu cũng vạch tay coi. Hết giờ rồi. Hợp đồng có 1 tiếng à. Hồi sáng thầy Quảng Hiếu thì vô phòng, thầy nói ngày mai sáng thì có 1 thời nữa nha. Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không? Mà biết cách ăn mặc nhìn nó son. Son trọng. Mà nếu mình không biết ăn mặc, nó nói nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm, thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó, phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô, để tôi phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi rối ren. Cho nên người ta nói thiện chí mà không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật, cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống, chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trển vui, phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên trên trời. Tại sao trên trời hai đứa hai nơi? Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con? Thầy nói chiều thứ sáu đọc nghe. Trời chạy muốn chết về để nghe tên cuốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên. Con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ.
Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Bông ngước lên, suy sụp lại lại tới hết tên nữa thôi. Mình tu theo đạo Phật nó đơn giản mà nó hay lắm. Chỉ cần mà học cách sống rồi, đi tới đâu cũng không có tì vết. Kinh Phước Đức nói ha, đi đâu cũng không tì vết, vì người đó biết sống và biết nhận cái hạnh phúc của mình. Có học có nghề hay, biết nói lời ái ngữ, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn đi, giờ mình muốn đi ăn. Hỏi coi còn giờ không? Mấy giờ rồi? Có một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. À, một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh, đã làm cho Pháp Hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là: phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Phật tử Diệu Minh tặng thầy Pháp Hòa. Câu cuối của bà, câu cuối của bài thơ là: gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Con xin cảm tạ bà. Bà làm thơ quá, quá bà ơi. Xin cảm ơn bà. Năm nay 92 tuổi. Không biết này có mượn ai viết giùm không? Hay là nét chữ tự nhiên, nhìn giống 29 tuổi quá. Đại chúng khỏe không? Vui không? Rồi giờ đi ăn cơm. Giờ quý vị ngồi, trong khi quý vị dưới này xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy, ta Pháp Hòa hát cúng dường đại chúng bài rồi mình đi ăn ha. Dân dân nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Bao buồn giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Dần dần nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm những hơi vào ra. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Dần dần nghe chuông báo giờ ăn cơm, tôi bước đi từng lẽ làng trên đường đất hiền lành. Vào sắp an lòng nghe đói run, tôi vớt luôn một dĩa đầy